bạn thân mến, nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì trong một bộ phim rất rất là nổi tiếng nói về thanh xuân mang tên là You are the apple of my eye, chúng ta có một câu nói vô cùng nổi tiếng. Đó chính là nếu như thanh xuân giống như một cơn mưa rào thì chúng ta dù có bị ướt mưa, dù có bị cảm thì chúng ta vẫn mong muốn có cơ hội được quay trở lại thêm một lần nữa. Và chị tin rằng là ở trong thanh xuân của các em, đặc biệt là đối với các bạn chuẩn bị kết thúc lớp 12 để bước vào một chặng đường mới, thì chúng ta đều gắn liền với một điều vô cùng là quen thuộc, đó chính là những cuốn sách, phải không ạ? Ở thời điểm hiện tại thì trang fanpage Học Văn Chị Hiên đang có một cuộc thi vô cùng thú vị mang tên là Những Cuốn Sách Đi Cùng Thanh Xuân. Thể lệ tham gia cuộc thi này rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần đem theo những cuốn sách, những cái cuốn sổ tay cực kỳ là xinh xắn của chị Hiên như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng chiếc smartphone của mình và chụp những cái bức ảnh thật là đẹp. Và hãy gửi cho fanpage Học Văn Chị Hiên ít nhất là 5 ảnh và nhiều nhất là 10 ảnh, cùng với caption thật là ý nghĩa về những bộ ảnh mà các bạn đã chụp, thì các bạn đã có cơ hội để nhận được những giải thưởng vô cùng là thú vị rồi đấy. Vậy thì giải thưởng ở trong cuộc thi này là gì? Chúng ta có một giải nhất trị giá tiền mặt là 200.000 đồng. Cộng với đó là những món quà siêu xinh đẹp, siêu đáng yêu nữa mà ngay bây giờ chị sẽ cùng giới thiệu với các bạn. Và các bạn vừa có tiền mặt này, các bạn còn nhận được một chiếc huy hiệu Team Chị Hiên rất là xinh xắn nữa, được không ạ? Đây là một chiếc huy hiệu mà chị nghĩ là bất cứ ai cũng muốn sở hữu một chiếc để có thể treo ở cặp sách của mình hay là ở hộp bút của mình. Thêm vào đó, các bạn còn nhận được một món quà trong mùa đông không lạnh. Trời ơi, mấy hôm nay gió về Hà Nội ấy, cảm giác rất là lạnh luôn. Mà bây giờ không, hình như đối với các bạn trẻ bây giờ thì mùa hạ cũng như mùa đông ấy, lúc nào các bạn cũng cần món quà này ở bên cạnh mình. Đó chính là một set tất. Tất gấu rất là xinh luôn nhá, được không ạ? Ở trong này thì có tận 10 đôi luôn, được không? Chị review hơi kỹ tận 10 đôi tất luôn đấy. Rất là xinh, các bạn có thể nhìn. Các bạn có một cái túi đựng tất như thế này nữa này, cực kỳ là đáng yêu. Thế nên là nếu như mà muốn sở hữu set tất này free, miễn phí, thì hãy nhanh chóng tham gia vào cuộc thi đang được tổ chức trên fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Đấy là giải nhất. Còn về giải nhì thì sao? Chúng ta cũng có một giải nhì trị giá 100.000 đồng, được không ạ? Chúng ta có giải nhì trị giá 100.000 đồng, kèm theo đó là một chiếc huy hiệu và món quà của nhà tài trợ, lại tiếp tục là một set tất gấu này nữa, được không ạ? Và chúng ta cũng có một giải khuyến khích cuối cùng. Vẫn chúng ta, nếu như mà bạn nào mà may mắn nhận được giải thưởng này, chúng ta sẽ có một set tất cộng thêm với một chiếc huy hiệu của Team Học Văn Chị Hiên, được không ạ? Đây là toàn bộ những cái món quà mà các bạn có thể giành được khi tham gia vào cuộc thi này. Chị nghĩ rằng là nếu như ở trong thanh xuân của các bạn đã có hình ảnh của những cuốn sách rồi, thì việc có cơ hội được trải nghiệm một cuộc thi như thế này cũng sẽ là một cơ hội rất là tốt để các em có thể khẳng định bản thân mình này, để làm cho cái vốn viết văn của mình phong phú hơn này, và đặc biệt là ghi dấu ấn những kỷ niệm trong thanh xuân cùng với Team Học Văn Chị Hiên nữa, đúng không nào? Chị hy vọng là sẽ nhận được nhiều nhất số bài dự thi của các em, và hãy tham gia bằng tâm huyết của mình, bằng trái tim của mình, thì chị tin chắc chắn rằng những phần quà dù là nhỏ thôi nhưng mà vô cùng thú vị và ý nghĩa như thế này sẽ trở thành món quà dành cho chính các em đấy, được không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở trong những phần video clip tiếp theo. Chúc cho các bạn sẽ đạt giải thật là cao ở trong cuộc thi này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.